ở phía đằng trước mình đang quay cho mọi người xem ấy, thì có mấy con xe tải đây. Một con xe mình đang quay cho mọi người xem đây, thì con đầu tiên đây có giá là 18 man yên nhá. 18 man yên tương đương với cỡ khoảng độ là hơn 30 triệu. Và con xe bên đây thì có giá là 15 man yên. 15 man yên tương đương với cỡ khoảng độ gần 30 triệu thôi. Con đầu tiên mình đang quay cho mọi người xem là con Ben này. Đấy, Mercedes, con Mercedes mọi người, Mercedes Benz nhá. Con này thì có giá là chỉ có 22 man yên thôi. Mình tưởng dòng này ở Việt Nam đắt tiền lắm các bạn nhỉ. 22 man yên tương đương với cỡ khoảng độ là 40 triệu, gần 40 triệu trên một con xe. Chào tất cả mọi người và chào mừng tất cả mọi người đã đến với video clip này của mình. Thì theo như đúng tựa đề của video ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ dẫn mọi người đi xem giá cả ô tô cũ ở Nhật, xem là một chiếc ô tô cũ ở Nhật đấy thì có giá khoảng độ bao nhiêu tiền. Thì mọi người cũng biết đấy, là cái phương tiện chính của người Nhật đấy thời điểm hiện tại bây giờ chính là ô tô. Thì bên Nhật đấy thì người ta sản xuất ra được ô tô ấy, nên là giá một chiếc xe nó cũng khá là rẻ. Hiện tại thì mình đang làm việc và sinh sống tại một vùng quê của tỉnh Ibaraki, Nhật Bản. Mọi người cũng có thể thấy nhá, phương tiện lưu thông chính trên đường là ô tô, xe máy mới xe đạp rất là ít. Thì ở phía bên kia, mình đằng trước mình đang quay cho mọi người xem kia ấy, thì là một bãi ô tô nhá, chuyên bán những loại ô tô cũ. Thì lát nữa mình sẽ dẫn mọi người sang xem giá cả nhá. Theo tìm hiểu của mình ấy, thì bên Nhật có tổng cộng là 8 loại xe, nhưng mà cái loại xe phổ biến nhất ấy vẫn là loại xe kê nhá. Xe kê chính là những cái mẫu xe vuông vuông mình đang quay cho mọi người xem đây. Người ta sản xuất đại trà giá rất là rẻ. Thì khi sinh sống và làm việc ở Nhật đấy, để sở hữu được một chiếc xe ô tô ấy thì nó khá là dễ, khá đơn giản thôi. Đối với người dân Nhật đấy thì ai cũng có thể mua được, người Việt Nam mình cũng có thể mua được luôn. Thì giá trung bình của một chiếc xe kê ấy, khi mà mua mới ấy, thì quy đổi từ Việt Nam thì nó có giá khoảng độ từ 150 triệu đến khoảng độ 200 triệu. Và một chiếc xe cũ ấy thì nó có giá khoảng độ từ 50 triệu đến khoảng độ 100 triệu trên một chiếc xe thôi. Giá nó khá là rẻ. Khi mọi người tham gia giao thông bên Nhật ấy thì nó cảm giác là khá an toàn. Bởi vì là tất cả từ quê đến phố ấy, thì người ta đều có những hệ thống đèn xanh đèn đỏ, rồi là những cái biển cảnh báo nguy hiểm, rồi là những cái gương cầu lồi để cho người dân người ta đi tham gia giao thông. Nên một điều đặc biệt ấy là khi mọi người tham gia giao thông ở Nhật ấy thì cảm giác là rất ít khi bị tai nạn giao thông nhá. Bởi vì là người dân người ta không vượt ẩu, không vượt đèn xanh đèn đỏ ấy, nên là rất là an toàn. Người ta cứ đúng đường người ta đi thôi. Ở phía đằng trước mặt mình đang quay cho mọi người xem ấy thì là một cây xăng nhá. Cây xăng này thì là cây xăng tự đổ, có nghĩa là mọi người đổ ban ngày, đổ ban đêm đều ok hết. Cứ vào đút tiền vào cây xăng ấy là mọi người đổ thôi. Nói về các dòng ô tô ấy hoặc là giá cả thì mình cũng không hiểu cho lắm ấy. Nhưng mà đại khái là khi mọi người mua ô tô Nhật ấy thì nó sẽ rẻ hơn khoảng độ 1/3 so với khi mọi người mua ô tô tại Việt Nam. Bởi vì là ở Việt Nam phải chịu thuế và chịu lãi rất là nhiều. Và thêm một điều nữa có thể là nhiều người chưa biết, thì khi người Nhật người ta tham gia giao thông ấy thì là xe máy, xe đạp ô tô ấy thì người ta sẽ di chuyển phía bên tay trái. Còn là người đi bộ ấy thì sẽ đi bên về hè và đi phía bên tay phải. Nói chung là giao thông trái ngược với bên Việt Nam mình nhé. Ok, thì ngay bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi tham khảo mấy mẫu xe cũ nhá. Ở phía đằng trước mình đang quay cho mọi người xem ấy thì có mấy con xe tải đây. Con xe tải này thì mình không nhầm là tên tiếng Nhật của nó ấy là Todaku nhá. Biển số thì hiện tại người ta đang tháo rồi, thì mình đi xem giá cả thôi, xem là một con xe ô tô cũ bán tải này giá bao nhiêu nào. Một con xe mình đang quay cho mọi người xem đây, thì con đầu tiên đây có giá là 18 man yên nhá. 18 man yên tương đương với cỡ khoảng độ là hơn 30 triệu. Giá tiền ấy thì mình sẽ sấp ở cuối màn hình ấy cho mọi người nhìn nhá. 18 man yên này. Và con xe bên đây thì có giá là 15 man yên. 15 man yên tương đương với cỡ khoảng độ gần 30 triệu thôi. Và con tiếp theo mình đang quay đây thì là con 19 man nhá. Con 19 man là cái con đắt nhất trong ba con này. 19 man tương đương với cỡ khoảng độ là 30 mấy gần 40 triệu nhá. Con này thì còn nguyên biển số này. Và tiếp theo bên đây là những cái dòng xe kê nhá. Đầu tiên thì có một con xe 2 chỗ này. Xe 2 chỗ nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, khá là hay. Con xe 2 chỗ đầu tiên mình đang quay cho mọi người xem ấy thì có giá là 45 man yên. Những cái dòng xe bên đây ấy thì là người ta để nguyên biển số nhá, còn nguyên biển số hết rồi này. 45 man yên tương đương với cỡ khoảng độ là hơn 80 triệu. Hãng này thì là hãng gì mình không rõ này. Nó có biểu tượng đây. Đấy. Những con xe ở ngoài đây thì để lắng mưa ấy, đâm ra là bụi bẩn nước mưa nó dính vào, nhìn hơi bẩn chút nhá, chứ về rửa đi là sạch đấy. Con xe tiếp theo đây là con xe của hãng Gino này. Gino con này thì có giá là 39 man yên nhá. 39 man yên tương đương với cỡ khoảng độ là gần 80 triệu tiền Việt Nam. Đấy, tất cả giá cả thì mình sẽ để hết dưới màn hình cho mọi người nhìn. Con tiếp theo là con Suzuki này, Suzuki con xe kê đây nhá. Đấy. Nhiều người xem video của mình ấy bảo là tại sao xe ô tô xấu thế, bởi vì là giá là rẻ mà. Dòng xe giá rẻ thì mẫu mã là xấu thôi. 36 man yên tương đương với cỡ khoảng độ là hơn 60 triệu. Còn tiếp theo là một con xe mô lô nhá. Con này nhìn còn xấu hơn con này cơ. Con này nhỏ nhỏ hơn này, con này rẻ này.
Con này có 23 man yên thôi. Con này thì là của hãng gì đây nhỉ? Hãng này là hãng gì không rõ này. Hãng Lodin, Lopin, Lopin nó còn thỏ kia. Con tiếp theo cũng là 23 man yên. Tương đương với cỡ khoảng 40 triệu, hơn 40 triệu, cũng là Suzuki nhá. Con xe mình đang quay cho người xem ấy, con này thì giống con phía bên kia, nhưng mà con này đắt hơn nhá. Mình cũng không biết là người ta tính theo giá tiền con gì. Chắc là người ta tính theo cái đời sản xuất đấy. Theo đời sản xuất và cái số cây chạy rồi hoặc là thế nào đấy. Con tiếp theo là cái con 19 man yên. 19 man yên đây. Mình không biết là xe bán có bán được cho ai hay không, nhưng mà thấy để ở đây cũng hơi lâu rồi đấy. 19 man yên là tương đương với cỡ khoảng bao nhiêu nhỉ? 19 man tương đương với cỡ khoảng độ hơn 30 triệu nhá. Gần 40 triệu. Kiểu mình không hiểu về ô tô cho lắm ấy, đâm ra là những cái biểu tượng này mình không rõ này. Mọi người nhìn nhá. Đây biểu tượng đây, 18 man yên tương đương với cỡ hơn 30 triệu này. Còn tiếp theo cũng cùng hãng luôn này, cũng cùng hãng con này luôn. 25 man yên nhá. 25 tương đương với cỡ hơn 40 triệu. Mẫu mã thì nó cũng không được đa dạng cho lắm mọi người nhá. Toàn mấy cái hãng giống nhau này, toàn mấy cái logo giống nhau đây. Con này là 36 man yên. Mình thì mình không vào hẳn bên trong mình quay được ấy, mình chỉ đứng bên ngoài mình quay thôi. 36 man là tương đương với cỡ khoảng độ hơn 60 triệu này, hơn 60. Những cái mẫu mình vừa gây qua cho mọi người xem ấy là những cái mẫu xe kê nhá. Và con xe tiếp theo mình quay cho mọi người xem ấy, cái hãng biểu tượng này là hãng biểu tượng của Toyota nhá. Con xe này thời điểm hiện tại ấy, thì người ta có để biến giá ấy, nhưng mà do là xe thể thao ấy thì giá người ta để chéo này, mình không nhìn được. Đằng trước đây có một con Nexu này. Nexu thì cũng không nhìn được giá nhá. Thì mình sẽ đi dẫn mọi người sang các cái khu bãi ô tô tiếp theo nhá, mình quay cho mọi người xem. Và theo tìm hiểu của mình ấy thì khi mọi người đi mua ô tô bên Nhật ấy thì mọi người có thể là trả thắng tiền hoặc là mọi người cũng có thể là trả góp theo tháng thứ năm nhá. Chi phí để mua được một chiếc ô tô bên Nhật ấy thì nó khá là rẻ, nhưng mà ngược lại thì chi phí để mọi người nuôi được một chiếc ô tô bên Nhật ấy thì hàng năm nó khá là đắt tiền chứ không hề đơn giản chút nào. Và theo mình tìm hiểu ấy thì là chi phí để nuôi được một chiếc xe ô tô bên Nhật ấy thì một năm bỏ ra cỡ tầm khoảng độ 40 man đến 50 man nhá, bao gồm các tiền xăng xe, tiền bảo dưỡng rồi là bảo hiểm này bảo hiểm kia đấy, nên là rất là đắt tiền. 40 đến 50 man đấy là quy đổi từ Việt Nam thì nó rơi tầm cỡ khoảng độ là 80 triệu đến khoảng độ 100 triệu trên một năm nhá. Người Nhật người ta mua xe ô tô, người ta đi ô tô, mình không nói là gì, nhưng mà mình thấy người Việt Nam sang đấy mà mua ô tô thì hầu như những cái người đi mua ô tô ấy là đều phải đi chạy taxi nhá. Gọi là chạy làm thêm kiếm tiền thôi, nhưng trên thực tế ấy là không được phép chạy nhá. Gọi là chạy đi khách người Việt đấy, kiểu là đón người Việt ra sân bay hoặc là đi các địa điểm này địa điểm kia để đi chơi đấy. Chiều tối ấy, công nhận đẹp. Hôm nào qua nắng cái là nhìn trời khung cảnh đẹp ngay, nhưng mà không có nắng cái nhìn toàn mây trắng ấy, nhìn xấu lắm mọi người ạ. Nên là mình thích đi quay vlog ấy, hôm nào có nắng. Phía bên đây là một bãi ô tô cũ nữa này. Và thời điểm hiện tại ấy, thì mình đang có mặt tại một cái bãi xe ô tô cũ khác nha. Mình sẽ đến quay cho mọi người xem. Và cũng có một thông tin mình tìm hiểu được ấy, mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người. Mình không nhầm là những cái dòng xe kê này ấy, người Nhật người ta mua ấy thì người ta đi tầm cỡ khoảng độ 5-75 ấy là người ta sẽ đổi sang một chiếc xe mới người ta đi nhá. Ở phía đằng xa xa kia thì có hai con xe tải kia. Một con xe là 110 man và con xe thứ hai là 86 man nhá. Ở đây cũng vừa xe kê vừa xe thể thao nhá. Con đầu tiên mình đang quay cho mọi người xem là con Benz này. Đấy, Mercedes, con Mercedes mọi người, Mercedes Benz nhá. Con này thì có giá là chỉ có 22 man yên thôi. Mình tưởng dòng này ở Việt Nam đắt tiền nắng rồi nhỉ. 22 man yên tương đương với cỡ khoảng độ là 40 triệu, gần 40 triệu trên một con xe. Con xe tiếp theo mình đang quay là một con xe kê này của hãng Nissan nhá. Con mình đang quay thì chỉ có giá là 21 man yên thôi. Giá khoảng độ cỡ 40 triệu. Con tiếp theo là một con xe thể thao này của hãng Honda nhá. Con này là giá 32 man. 32 man yên là tương đương với cỡ khoảng độ 60 triệu, gần 60 triệu. Xe thì cũng có xe mới, có xe cũ nhá. Xe mới thì đắt tiền mà xe cũ thì rẻ tiền thôi. Thì thực ra là ở xung quanh khu mình ấy thì còn khoảng độ vài cái bãi bán ô tô cũ nữa, nhưng mà do mình cũng không muốn quay nữa. Bởi vì đi quay hai bãi là mọi người cũng hiểu qua được giá cả thôi. Đại khái là giá cả của các cái bãi bán ô tô cũ Nhật ấy thì nó cũng trung bình khoảng như thế thôi. Những cái dòng ô tô rẻ thì nó cứ rơi tầm cỡ khoảng độ vài chục triệu đến khoảng độ 100 triệu trên một con nhá. Tùy vào cái độ mới cũ hoặc là cái đời mới cũ nhá. Thì cũng như hồi nãy mình nói là khi người Nhật người ta đi con xe ô tô được khoảng độ 5-7 năm rồi mà người ta muốn thải ra ấy, mà con xe đấy không bán cái này nữa ấy, thì người ta phải đáp ra bãi rác. Đáp ra bãi rác để người ta tháo các linh kiện phụ tùng ra ấy, để người ta tái chế ấy. Thì một điều đặc biệt ấy, như bên Việt Nam mình, nếu mà đáp rác như thế đi ấy, như cả tivi, tủ lạnh, máy giặt các thứ ấy, đáp đi thì là sẽ bán được tiền.
Nhưng mà ở Nhật ấy thì lại trái ngược hoàn toàn. Khi mọi người đáp những cái đồ cồng kềnh như vừa mình kể đi ấy, ô tô, tivi, tủ lạnh bây giờ đấy, đáp đi mọi người phải mất tiền nhá. Không những không được tiền mà phải mất tiền cơ. Phải trả tiền cho phía bên người ta dọn rác, bên tháo dỡ nhá. Mà chi phí để đáp được những cái đồ cồng kềnh đấy thì nó khá là đắt đỏ chứ không phải rẻ đâu. Nên là mình thấy khá nhiều nhà ấy mà đất người ta rộng ấy, mà người ta muốn đáp ô tô đi ấy, người ta đáp luôn ô tô ngoài vườn nhá, đáp luôn ở ngoài vườn người ta. Mình đi thì mình gặp nhiều chứ không phải là mình chém gió gì đâu. Ở phía đằng bên kia mình quay cho mọi người xem này, có khoảng độ vài con ô tô cổ nhá, mình sang quay cho mọi người xem. Người ta đáp bên vườn kia kìa. Đây thì đúng như mình kể nhá, ô tô này, nhà người ta có đất rộng ấy, người ta đáp luôn ô tô ngoài vườn đây. Đây một con này, phía gốc cây kia một con này. Ở trong sân kia cỡ khoảng độ 3 đến 4 con nữa nhá. Đấy. Đây còn nữa này, đấy, 3 con xe to và khoảng độ 3 con xe con nhá. 3 con xe con trong kia ấy thì là 3 con xe cổ. Mình cũng không biết là người ta đáp từ bao giờ rồi. Giờ mà chở con xe ô tô này đi đến bãi rác mà đáp ấy mất khoảng độ vài triệu đấy mọi người ạ. Vài triệu cũng khi đến chục triệu đấy. Mình thì mình cũng không biết là cái chi phí đáp rác bên Nhật là bao nhiêu, nhưng mà đại khái là thấy bảo là khá là cao. Đây đất rộng này người ta đáp luôn người vườn đây. Mấy con xe cổ trong kia người ta đáp đi rồi nhá, người không đi nữa rồi. Để nó xịt hết lốp, han gì ăn giỏi hết rồi. Đấy là những cái điều kỳ lạ ở Nhật. Ô tô cũ Việt Nam mà có ô tô này cầm đi sửa đi tốt, hoặc là mang đi bán sắt vụn rồi ra tiền. Bên Nhật đây còn không dám đáp ô tô đi. Thì vừa là mình quay cho mọi người xem mà những con ô tô nhá, những con ô tô thì người ta có thể mang đến bãi rác, hoặc là người ta đất rộng ấy thì người ta đáp ở ngoài vườn, hoặc là người ta đáp ngoài phía bên rìa đường. Còn mình thấy nhiều nơi ấy thì có những con xe đạp hoặc con xe máy ấy, người ta không muốn mang đến bãi rác ấy, người ta không muốn mất tiền, người ta quẳng luôn xuống sông. Xe máy xe đạp quẳng luôn xuống sông nhá. Nói thì mọi người không tin nhưng mà thực tế thì mình chứng kiến nhiều rồi. Như bên Việt Nam ấy là cứ quy đổi thành sắt vụn ấy, cứ sắt vụn là ra tiền thôi, cầm ra cân sắt vụn, sắt ra sắt, nhựa ra nhựa. Đây là phương tiện giao thông đi lại nhá. Mình thấy những cái dòng xe kê chạy trên đường rất là nhiều. Ở bên Nhật ấy thì để người ta mua được một con xe ô tô ấy thì chẳng khác gì là bên Việt Nam mình mua một con xe máy cả. Người ta làm cỡ khoảng độ 1-2-3 tháng ấy, người ta tiết kiệm và là người ta đủ mua một con ô tô thôi. Đấy, mọi người phải hiểu là cái đất nước làm ra được ô tô ấy thì giá nó rẻ đến cỡ thế, không phải chịu thuế nhiều. Những con ô tô này khi mà xuất sang nước ngoài ấy thì phải thuế này, sau là cái người bán hàng người ta phải lấy lãi nữa, đâm ra là giá nó rất là cao cho đấy. Ok, thì đại khái là mình cũng đi quay giới thiệu cho mọi người chung là một số cái thông tin cơ bản về xe ô tô cũ ở Nhật và giá cả của nó. Thì như mình cũng bảo ấy, là mình không hiểu về xe ô tô cho lắm ấy, mình cũng biết cái gì mình giới thiệu thôi, cái gì mình tìm hiểu được thì mình nói ra mình giới thiệu cho mọi người thôi. Thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip này. Nếu mọi người thấy ok và thích cái video của mình ấy thì đừng quên ủng hộ mình bằng một lượt like video và một lượt đăng ký kênh YouTube Đức Thư Vlog của mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.